Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tạo màu sắc cho chú ca sĩ khỉ con này nha. Cùng bắt đầu nha. Chúng ta sẽ tô phần trái tim trước. Chúng ta sẽ cho trái tim này màu đỏ nhé. Còn trái tim này, các bạn thích màu gì? Chúng ta sử dụng màu tím nha. Mặc dù bức tranh này có phần gợi ý màu sắc ở phía dưới, nhưng mà hôm nay chúng ta thử sáng tạo nha. Nhạc này chúng ta sẽ tô màu gì các bạn? Chúng ta sẽ cho màu xanh lá nha. Theo là mình sẽ tô phần miệng này. Phần miệng này chúng ta sẽ tô màu đỏ nhé. Vì bức tranh có ký hiệu âm nhạc này nên là Pearl Family mới liên tưởng đến là chú khỉ nào ca sĩ. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu tô chú khỉ. Chú khỉ này hôm nay mình sẽ tô màu cam nhé. Chúng ta sẽ tô màu cam nhé. Hôm nay chú khỉ sẽ đi hát với một bộ trang phục màu cam rất là nổi bật, rất là ăn đèn sân khấu. Cùng tán đè ra nha. Chú khỉ này có cả mang giày nữa nè. Bây giờ mình sẽ tô giày cho ca sĩ nha. Ca sĩ đi giày màu gì thì nổi các bạn. Chúng ta cho ca sĩ đi giày màu đỏ đi ha. Áo cam giày đỏ thì quá nổi rồi. Và phần đây, bụng, tai và mặt thì chúng ta sẽ sử dụng màu trắng nhé. Chúng ta sẽ để nguyên bản. Chú khỉ có một xíu là màu đen. Chúng ta sử dụng màu trắng nhé. Và cả phần tay nữa. Hola. Vậy là bức tranh ca sĩ khỉ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Chú khỉ đã được phủ một bộ đồ màu sắc để thi diễn. Chào tạm biệt các bạn nha. Khỉ đi hát đây. Tạm biệt.